Mẹ ơi, mẹ bỏ con mẹ đi. Mẹ ơi. Sang hữu. Bớ dân vạn trài, dòng họ Phạm kia, các cớ gì các người mang thay ba dịch bệnh, chôn trên đất làng ta. Đất của dòng họ Nguyễn theo người chết không hề mắc dịch. Còn mảnh đất kia là quê cha đất tổ của ta. Ta có quyền. Bà thứ cho tôi. Tôi đâu ngờ đến nông nỗi này bà ơi. Con ơi, các con. Mẹ ơi, con ơi, mẹ tha thứ cho con mẹ ơi. Đứng dậy đi con. Xin bà sống khôn chết thiêng. Bà phù hộ độ trì cho bố con tôi bà ơi. Chúng con biết ở với hai mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ giúp con trước tiên phù hộ độ trì cho bố con chúng con. Kìa thầy trông kìa thầy. Thôi bố ơi. Trên nước ta chết trong nước, ta tuyệt giao với lũ người bội bạc trên bờ. Đứng dậy, thề với vong linh mẹ mày đi, không lên bờ, không cùng sống với bọn người trên đó. Thề. ngày Mậu Tuất năm Canh Dần. Ngày ấy, bà đã bỏ cha con tôi bà đi. Thấm thoát đã 5 năm rồi. Tôi thắp nén nhang bát cơm quả trứng. Bà sống khôn, chết thiêng. Bà hãy về chứng giám cho tấm lòng của cha con tôi. Hôm nay tôi cho cả triều đi dạm vợ. Xin bà hãy phù hộ độ trì cho con nên vợ nên chồng. Bà ơi, tôi vẫn giữ lời thề trước vong linh bà, tuyệt giao với lũ người trên bờ tàn ác. Các con vào lễ mẹ mới đi. Thầy dặn, khi gặp ông thông gia, anh phải cúi chào rồi vái ba vái nhé. Khi nào thầy chỉ chỗ cho ngồi mới được ngồi đấy. Mà sao mặt anh lại tiêu nghỉu thế này? Không hiểu. Giờ này cô Bến hay tin anh không nhỉ? Hôm nọ đi chợ gạo, em nghe mấy chị bạn nói chị Bến đã có đám dạm ngõ, ngày đầu lấy người trên xóm chùa ấy. Thôi, duyên phận mà. Trời sắp đặt hết. Trời nào thầy mình sắp đặt thì có ấy. Thôi thầy ra đấy. Chuẩn bị đồ lễ xong chưa con Sóng? Dạ thưa thầy, đủ cả rồi ạ. Được. Xế chiều giờ mùi tang nhổ neo. Vợ cho cậu chiều đấy. À thế à? Ôi giời, thế là ông ấy kéo chọn ngày đó. Kéo để đi ông à. Chào cô Bốn ạ. Chào các cô. Chào các cậu ạ. Chào cô ạ. Cô Sóng được khi nào là lấy chồng này? Vâng ạ, xin chào các cô ạ. Dạ, quý hóa quá dạ. Cuối năm là chúc ông là có cháu trai để bế đấy nhá. Dạ. Cô Sóng này, cô Sóng khi nào này cho chúng tôi ăn trầu đây. Đẹp lắm. Tổ chức để cho chúng tôi biết tin đấy nhá. Dạ, chào cô ạ. Dạ, chào cô. Để giúp cụ sang chơi ạ. Dạ, Sóng đâu? Dạ. Cháu chào cô ạ. Không dám chào cô. Dạ, không dám ạ. Xin phép cô ạ. Dạ, mời cô ạ. Dạ, thưa cụ, hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi sang xin có lời thưa với cụ. Kể từ ngày dòng họ Phạm ta bị họ Nguyễn giành đất, xua đuổi, họ Phạm lấy sông nước tụ lại làm thành dân Vạn Trài. lấy sông làm đất, lấy thuyền làm nhà, sinh tử có nhau. Thời nay, dẫu ai nuốt lời nguyền thì mặc họ, tôi vẫn giữ lấy gia phong, giữ lời nguyền, tuyệt giao với lũ người trên bờ ác độc. Gia cảnh tôi, cụ đã thấu. Tôi có độc một mụn trai. Từ ngày bà ấy mất đi, nhà vắng vẻ quá. Chúng ta cùng dân sông nước cả. Hôm nay tôi có cơi trầu mang sang lễ tổ. Xin cụ cho phép cháu Triều nhà tôi được bái kiến. Cả Triều đâu? Dạ. Thôi khỏi, anh ngồi xuống. Dạ, cũng để xin phép cụ cho cháu nó được thắp hương lễ tổ ạ. Dạ, để mời cụ, mời anh cả xơi nước. Thế anh cả tuổi gì nhỉ? Dạ thưa cụ, cháu nó tuổi Thân ạ. Thế tính ra anh cả năm nay đã ngoài 30 rồi đấy nhỉ? Dạ thưa cụ. Cô Trèo đâu? Mang nước ra mời khách nhá. Kìa, sao lâu thế con? Có thôi gì không? Con mời thầy xơi cơm ạ. Thầy uống quá nhiều rồi đấy. Dọn dẹp đi. Duyên ơi duyên phản phải chiều, duyên phản phải chiều ơi nghĩ đôi thời đôi lứa ta duyên phận phải chiều, duyên phận phải chiều ai ơi đôi thời đôi chúng ta thời này duyên ơi phản đôi ta thời duyên phản phải chiều. Cả chiều đâu? Dạ. Bảo con Sóng dồn cả mớ tôm khô, bống khô đổi một thẻ. Nhớ sắm đồ lễ để cúng rằm Trung Thu. Lần này con Sóng tự mang đi đổi. Này, chị Liễu ơi, tối hôm qua đi đâu đấy? Em biết rồi nhá, em biết anh làm đùi rồi. Biết sao con hỏi? Thế anh làm đùi à? Thế tối hôm qua đi đâu? Không phải đâu. Không phải nữa. Đèn đi, phạt vào đi. Đẹp thế. Phạt vào đi, trời thật phạt đi. Người xấu hổ rồi. Cảm ơn anh. Phạt vào rồi này. Con cứ phạt vào đi. Phạt thì phạt đấy. Cười á, cười á. Cười thì ai mà chả có. Chả có. Hay là con xin phép thầy lên chợ Đình. Hôm nay phiên chợ bán được giá, mua các thứ lại rẻ hơn ạ. Không. Từ xưa vẫn đổi ở chợ Chài, hôm nay vẫn thế. Luật nhà này không thay đổi. Cúng bà cụ xong, cô cho hóa vàng ngay nhé. Dạ. Cả quần áo, mũ nón nhé. Trần sao vậy cô ạ? Còn đây là nếp cẩm, tôi lấy từ bên làng Vân. Tôi đặt giày dành riêng cho ông cụ mà. Dạ. Còn đây là hàng tơ tằm, tôi cất từ bên Sơn Nam đấy cô ạ. Đủ màu sắc. Mà cô mua cho ai nào? Để tôi chọn dùm cho. Cháu xin bác. Đẹp quá. Cho tôi gửi lời hỏi thăm ông cụ nhé. Dạ. Cháu về bác ạ. Nào, các cô mua gì tôi bán cho nào. Chị Sóng đi chợ đây à? Dạ vâng ạ. Chị có khỏe không chị? Em khỏe. Có dễ mấy năm nay mới được gặp chị ấy nhỉ? Bác và anh Triều có khỏe không chị? Ơn chị hỏi thăm, nhà em vẫn mạnh cả. Thế còn bác gái bên nhà và cả chị Bến nữa ạ? À, chị Bến mới sinh cháu trai, thằng cu kháu lắm. Mừng cho chị ấy. Hôm nào vào xóm chơi đi, chị vẫn nhắc chị và nhắc cả anh Triều nữa đấy. Anh Triều chị Bến thật đẹp đôi phải lứa. Giá như ngày ấy, vậy mà không nên duyên. Duyên số nào? Anh Triều thì sợ bố, chị Bến thì nhu nhược. Phải tay em á, quyến luyến chàng trai nào thì khó mà dứt ra được. Em nói vậy thôi, chứ mỗi nhà mỗi cảnh. À, em có nải chuối này, chị mang về thắp hương bác gái giúp em nhé. Em cảm ơn chị ạ. Mừng tuổi, chúng tôi mở cửa. Ông cống tiền mừng tuổi nhá. Cháu chưa ông à. Ngoan lắm. Một đứa ra cho mày ơi. Một đứa cho đông rể nha. Một đứa. Anh cả, em sắm cho anh cây áo. Anh mặc thử xem có vừa không. Chao ơi, suốt ngày trên nước, suốt đêm trên thuyền, sống áo mà làm gì. Em nghĩ rồi đến lúc thầy phải thay đổi ý định. Nhà mình cứ lênh đênh mãi thế này sao được. Thầy nghe được thì mày như đòn. Gạo ăn là ở trên bờ trồng, vàng hương thờ cúng cũng ở trên bờ làm. Rượu uống hàng ngày của thầy thì lấy ở đâu ra? Làm sao mà cắt đứt với làng xóm được. Không ở vùng này, ta đi vùng khác. Anh lớn, anh khuyên thầy đi. Tao á? Tao thì tao chịu. Anh gần này tuổi đầu rồi. Chị Biến mới sinh cháu trai đấy. Sáng nay em mới nghe. Thôi, tôi không nghe chuyện cô nữa đâu. Dừng lại đã, cô dì ơi. Quay lại đi, đừng sợ. Hoa của em đấy, anh nhặt ở vườn nhà mang ra cho em. Anh ở vườn cải à? Cải thì anh trồng, còn hoa thì em hái. Đừng anh, bố em già đấy, bố em nhìn thấy đấy. Nhưng anh có làm gì đâu, chỉ bơi ra mong được gặp em. Thì đã gặp rồi đấy thôi. Tôi chỉ mong em trở lại vườn nhà để tôi có lời được bày tỏ. Sông sâu còn có kẻ dò, lòng người ai biết. Lòng tôi đã quyết ngỏ cùng em. Một lần gặp gỡ, ước hẹn làm chi? Xin đừng phụ công người tìm kiếm. Dù có đi đâu, xin em đừng quên vườn cải này. Nhưng thầy em khó lắm, rồi khổ cho anh. Tôi là phận trai cực mấy cũng đành, rồi cha sẽ rộng lòng cho trầu cau tái hợp. Thôi, anh về đi, cha em gọi đấy, nhanh lên. Đừng quên vườn cải em nhé. Tôi muốn nhìn em thêm một lát. Chuyện một đời, nhìn một lát, đâu đã vững tâm. Còn Sóng đâu? Sóng! Dạ! Chuẩn bị chài lưới, sớm mai nhổ neo xuống hạ lưu. Tao nhặt cây này ở dưới sông. Con mời thầy. Thầy cho phép. Con mời thầy. Con Sóng đâu? Dạ. Lo sửa soạn chài lưới, rồi tắm táp. Mai nhổ neo sớm. Đã thủng chưa? Vâng ạ. Tôi đây. Tôi đến để đón em. Anh, em lên bờ để chào anh. Ngày mai thuyền của em sẽ xa nơi này. Sao? Em đi đâu? Xuôi hạ lưu. Xa lắm. Không, chỉ một lát nữa thôi. Anh sẽ theo em lên thuyền và thư chuyện với cha em. Đừng anh. Không được đâu. Anh chưa biết thầy em. Anh chưa biết đến lời nguyền. Chẳng lẽ cái lời nguyền đấy sẽ trói chặt em cho đến già ở giữa cái dòng sông này hay sao? Không, anh sẽ lên thư chuyện với cha em. Anh... Chúng mình đã có gì đâu mà bè hoa cải đã bị phá tan rồi. Nhưng vẫn còn giải nhiễu. Nổi giận đấy. Em phải đi đây. Anh sẽ theo em lên thuyền. Đừng anh. Nghe em đi. Rằm tháng 2 em sẽ trở lại nơi này. Chờ em nhé. Anh Cảnh. Kìa. Sóng. Chờ anh. Sóng. Thuyền nhổ neo. Bác ơi, cháu... Bác ơi, cháu muốn thư chuyện. Bác ơi, sao? Bác ơi, sao? Em đã hẹn cùng anh, đôi ta nằm duyên câu trầu, con đường làng nắng loạn bóng lá, bước chân nào trong tranh thương nhớ ngọn sóng nào dội về cơn mơ. Anh đi tìm em khi vườn cải đã trổ hoa vàng, ta ở hai đầu dòng sông khô khát chờ nhau. Gió ở hai đầu dạt vào nỗi nhớ, em ra đi mang theo tình anh ở lại như thuyền không lái, hoa cải vàng không người đến hái. Sông ơi sông thôi sông đừng trôi, cho thuyền về bên bờ thuở ấy, cho nắng về khi vườn cải trổ hoa. Em ra đi mang theo tình anh ở lại như thuyền không lái, hoa cải vàng không người đến hái. Sông ơi sông thôi sông đừng trôi, cho thuyền về bên bờ thuở ấy, cho nắng về khi mùa cải trổ. Đi nào. Vắt. Vắt. Nghỉ tay uống nước đã con. Con xin mẹ. Con đang tính trồng gì mà cày tung cả vạt lên thế này? Con lại trồng cải mẹ ạ. Trồng cải? Cải đang ra hoa, con cày tung cả lên rồi lại trồng cải. Con toàn tính thế nào thế? Để tháng 2 cải lại ra hoa mẹ ạ. Ra hoa trái mùa mà để làm gì? Trời ơi, con tôi làm sao thế này? Mời bà xin nước ạ. Dạ không dám ạ. Vâng. Mời bà. Thưa với bà, con trai con gái đã đến tuổi, chúng mình làm phận làm cha làm mẹ, việc gia thất của con cái phải lo cho chu toàn mà. Vâng. Nét ăn nét ở của cậu Cảnh thì tôi cũng ưng rồi, mà con gái đến thì tôi đâu có giữ. Dạ. Ngặt một nỗi cháu nó có nhớn mà chửa có khôn bà. Gia cảnh nhà cũng không dư dật gì, tôi chỉ e. Bà cứ cả nghĩ, bà với tôi xóm trên xóm dưới còn lạ gì nhau. Của nả ấy thì phù vân, vâng. Lộc ấy thì trời cho, còn phúc đức do ông bà để lại. Mới sang chơi ạ. Vâng. À, cháu đã về đấy à? Ngồi xuống đây uống nước đã cháu mơ. Dạ. Đấy, con gái lớn phỏng lớn vào lên kìa. Dạ, con xin phép bác, con xin phép U, con xuống bếp lo cơm nước ạ. Con đi đi. Cháu nó ngoan quá bà. Con bé được cả người lẫn nết, rồi ra bà rộng lòng cho, hai nhà thông gia qua lại, thêm con, thêm cháu. Bên nhà đã có nhời, tôi cũng không dám từ chối. Chỉ xin bà Thư Thư cho tôi lựa lời bảo cháu, với lại thưa với họ Mạc, đợi đến ngày lành tháng tốt, hai nhà ta lại gặp nhau bà. Trẻ quá lắm. Quá cái gì? Làm con thì phải biết theo cha. Cha mà rượu say thì con say rượu. Cha không lên bờ thì con cóc thêm bờ nữa. Anh cả ơi, anh đẹp trai chăm làm, rồi sẽ có ngày. Ngày gì? Ta cóc cần vợ, cóc cần con. Ta chỉ biết của ta. Ta đi đánh cá, hết sông này đi sông khác. Lũ trên bờ ta cả ơi, em xin trời. Anh ta chỉ biết có ta trên đời. Anh cả ơi, anh cả em xin anh. Lũ trên bờ em xin anh thôi ta mà. Thèm chơi, ta chỉ biết có ta trên đời. Lũ trên bờ ta khóc thèm chơi, ta chỉ biết. Thôi đi không. Thầy, con xin thầy bớt giận. Anh con buồn đấy. Anh cả buồn nhớ chị Bến. Không, trên cái thuyền này không đứa nào được nhắc đến cái bờ, cái bến nào cả. Đó là lũ người đê tiện. Thầy ơi, ở đâu mà chẳng có kẻ xấu người tốt. Yên! Vì ai mà xác mẹ mày bao nhiêu năm trời vật vờ dưới nước. Xưa là vì người, nay là vì mình. Thằng lão! Con xin thầy, con xin thầy, thầy ơi. Thầy ơi, chuyện cũ đã qua rồi mà. Không! Lời thề như dao chém đá. Hôm qua mẹ sang nhà cô Mơ, mẹ có lời dạm trước. Gia đình họ cũng có vẻ đồng ý con ạ. Mẹ mẹ lại hỏi cô Mơ cho con à? Con bé đẹp người tốt nết, gia cảnh nhà mình cũng giống họ. Con này, mẹ mỗi tuổi một già yếu. Mẹ chỉ mong con... Mẹ mong con cưới vợ chứ gì hả mẹ? Ừ. Mẹ, khi nào cải trổ hoa mẹ sẽ có con dâu mẹ ạ. Thế con ưng con cái nhà ai để mẹ nhờ người mai mối nào? Bây giờ thì cô ấy còn ở xa lắm, nhưng cô ấy sẽ trở về. Mẹ ơi, con gái ông cụ đánh cá vẫn hay neo thuyền ở khúc sông gần nhà ta ấy. Dân Vạn Trải à? Không, con ơi, không được đâu con ơi. Không. Mẹ ơi, mẹ cứ gắng uống hết bát thuốc này là đỡ thôi mẹ. Con cứ nghe lời mẹ là mẹ khỏi ngay thôi mà. Con ơi, mẹ chỉ có một mình con, cảnh nhà neo bấn, dân sông nước đâu có quen thổ ngơi đồng áng. Rồi ra tối lửa tắt đèn, đàn bà ngọ mạc ứng xử ra sao? Nó chỉ biết bắt tôm bắt cá, nó sống giữa nơi sông nước lạnh lùng, rồi biết lòng dạ nó ra sao? Mẹ, cô ấy tốt người tốt nết, chúng con một lòng thương yêu nhau. Rồi ra, việc làm đến tay sẽ quen, mẹ sẽ vừa lòng mẹ. Còn xóm giềng còn thiên hạ nữa chứ con. Bao đời nay họ Nguyễn trên bờ, họ Phạm dưới sông, chỉ có hỏi mà không có đáp. Con ơi, từ tấm bé đã không có đường qua lại rồi con ơi. Chuyện cũ đầy tị hiểm tranh chấp nay đã qua rồi. Trên bờ ta làm ra hạt lúa, dưới sông họ bắt tôm bắt cá, đều cực nhọc vì cơm áo như nhau, đều là người lương thiện cả. Mẹ, mẹ ơi, chúng con thương yêu nhau ắt nên duyên chồng vợ. Cô ấy là con mẹ, mẹ hãy thương chúng con. Mẹ hãy nghe con, uống hết chén thuốc này để mẹ dứt bệnh mẹ. Cha em nổi giận đấy, vì đã biết em lên bờ. Em ở lại đây với anh. Bà ơi, hôm nay tôi lại đến thăm bà. Ba hồn chín vía, bà hãy trở về chứng kiến cảnh gia đình tan nát rồi bà ơi. Con Sóng nó bỏ tôi, bỏ anh nó và bỏ cả bà để đi theo dãi trên bờ rồi bà ơi. Ra phòng mình lụn bại. Từ giờ khắc này tôi thề, tôi thề từ mặt nó. Mẹ ơi, đây là cô Sóng. Cháu chào bác ạ. Đưa tôi xuống mộ bà cố. Hai em đưa mẹ lên đây à? Thầy đâu anh? Thầy!